mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đúng như nhân quả, oan có đầu nợ có chủ. Hàng ngày bạn không ăn mạng chúng sanh thì chẳng có lý do gì những oan quỷ này hại bạn được. Virus này có vì chúng ta sát hại động vật quá nhiều và phá thai quá nhiều nên mênh sanh ra cớ sự này vậy. A Di Đà Phật. Một tin vui qua thống kê cho biết những người ăn chay chưa có hoặc rất ít trường hợp nào bị nhiễm virus CORONA. Nếu bị nhiễm cũng rất mau khỏi. Các quốc gia đang khuyến khích người dân ăn chay. Mọi người hãy bớt ăn thịt, càng ít càng tốt. Tốt nhất là ăn chay trường. Biết ăn chay niệm Phật làm lành thì khỏi lo dịch bệnh nữa. A Di Đà Phật. Bạn xem thêm video trong kênh Vì sao người ăn chay niệm Phật không bị dịch bệnh xâm nhập. Ha ha ha, 问什么的说。